cũng cải thiện hơn. Một con lợn trong chuồng được đưa ra mổ thịt cho 2C cải thiện mừng ngày quốc khánh. Cũng chẳng bỏ bèn gì với những thằng lính đói chất chúng tôi. Nhưng có vẫn hơn không? Hôm nay có cơm trắng 100%. Chuyện lạ của lính huấn luyện chúng tôi thời đó. Vậy là cũng tươm tất lắm rồi. Hai bữa nhờn môi cho gần 100 con người có phải ít đâu. Sang ngày 4 tháng 9 thì tin bỏ bắn đạn thật bài 2 là thật. Và chuyện tìm địa chỉ của lính C-18 để điện về tận nhà dục lên đơn vị nhận nhiệm vụ gấp được thông báo rộng rãi. Vậy là sắp chuyển quân, không bắn bài 2. Thời gian nào chuyển thì chưa cụ thể. Chúng tôi sống trong phấp phỏng chờ đợi anh em. Mỗi khi đến giờ xe từ Hà Đông chạy lên ngang qua đơn vị, thằng Hải hay rủ tôi ra ngọn đồi gần bãi thao trường tập, nằm trên đồi nhìn xuống con đường nơi anh em hay xuống xe để vào đơn vị. Khoảng cách rất xa nhưng mắt thường thì thấy rõ, nhưng vẫn biệt tâm, chúng nó vẫn chưa lên. Chúng tôi càng mong, bóng chúng nó càng mất hút, hết ngày này sang ngày khác. Tin chính xác, sáng ngày 9 tháng 9 năm 1978, chúng tôi sẽ chuyển đơn vị. Về đâu thì tôi không rõ. Chia tay với bà mẹ Mường và anh chị em trong nhà, chúng tôi cũng không có gì để mời mẹ cả. Những gì ngon lành nhất chúng tôi đã nuốt hết rồi, trong khi hàng tiếp tế chưa lên. Chúng tôi lên xe bộ, xin anh Thụy cho chúng tôi được mang hết suất cơm chiều hôm trước về nhà để ăn cùng gia đình. Anh Thụy đồng ý. Bà mẹ hôm đó thịt một con gà to của gia đình và nấu nồi cơm trắng mời chúng tôi. Mẹ và gia đình nghèo như vậy mà tấm lòng thật rộng mở. Bữa cơm tiễn biệt chúng tôi trong không khí gia đình đầm ấm. Mẹ thương tôi hơn cả nên gấp cho tôi nhiều đồ ăn, luôn mồm mời các con ăn cơm nhiều vào. Giá như mẹ và gia đình này giàu có thì chúng tôi mấy tháng nay đâu có khổ như vậy. Tôi đã nghĩ thế. Khoảng 8 giờ tối thì phía ngoài đường rừng liền với chân nhà có tiếng léo nhéo nói chuyện mỗi lúc một gần, trong khi chúng tôi đang tổ chức chương trình ca nhạc lấy tên là Chúng ta hát cho nhau nghe. Vui lắm, cả nhà cười ngặt nghẽo. Mẹ già cũng tựa lưng cột nhà nghe chúng tôi hát mà cười, khen chúng tôi hát hay. Bỗng tiếng vinh lùng dưới chân cầu thang gọi vọng lên, chúng tôi chạy ùa ra đón. Trời ơi, sao lên muộn thế này? Nhìn qua, thêm mẹ thằng Hải cũng lên nữa. Ôi mừng quá. Mẹ thằng Hải biết anh em lên đơn vị và sẽ chuyển quân, không biết sẽ đi đâu, nên bác lên thăm nó lần cuối trên này. Thì ra, khi lên bến xe Hà Đông không có xe, nên phải đi thành từng chặng. Vậy hết xe này đến xe khác, đi nhờ được đoạn nào tốt đoạn đó, nên bây giờ...